ổng á, có chụm đầu lại bàn tính dữ dội lắm đó mấy cụ. Ừ, tính sao? Ê, làm hết hậu quả gì vậy? Nè, tôi nói bàn tính sao cậu biết kể lẽ nữa, mau lên. Dạ, bàn tính xem á là giấu chính con trâu ở đâu chứ đem theo á mắc công sợ lộ. À, như vậy là còn y thân chính con. Ủa, vậy rốt cuộc là sao? Là sao? Rốt cuộc là vì dắt theo không có ổn cho nên đã gửi lại đây. Cái gì? Gửi lại đây? Rồi bây giờ để đâu? Để đâu? Để đâu? Sao nãy giờ không chịu nói? Dạ thì ở trọng á cụ. Ở trọng? Vô liền. Vô liền. Trâu đâu? Đâu? Trâu đâu? Trâu đâu? Trâu đâu rồi? Trâu đâu? Trâu đâu? Chính con trâu đâu rồi? Trâu đâu? Trâu đâu rồi? Ông làm gì vậy? Kiếm con trâu. Con trâu hay con kiến? À quên. Trưởng đâu? Con trâu. Không phải trâu. Trâu ở đâu? Ờ, dạ có liền. Đem con trâu ra đây chết với ta. Bất minh. Bất bội. Có tàn vật hiện vật là ta xử luôn. Dạ thưa các cụ, trâu đây ạ. Cái này cái gì? Dạ chính con trâu. Đúng rồi. Trời ơi, cái này mà con trâu đi hả? Mấy ổng móc đất về nắng nắng bóp bóp cả buổi vậy mới được như đó đó, mà nhìn vui dễ sợ. Trâu đất này đi hả? Hả? Dạ thì mấy cụ hỏi con chuyện bàn tính chính con trâu thì chính con trâu đất này nè. Chính con trâu này là phải rồi, chứ nếu chính con trâu thiệt làm sao mà nó chui vô cái nhà nhỏ xíu này, đúng không? Ông vui quá. Không phải, tụi này nó vừa ăn cướp mà nó còn vừa chửi xéo mình nữa. Có phải là tụi nó chửi xéo mình không, hay là do ông suy diễn? Có. Mà cái thằng này ha, tao bắt được tao giết nó chết. Còn mày ha, mày chứa đồ ra, tao sẽ giết mày luôn nha. Cụ, sao tự nhiên cụ nổi nóng với con vậy? Mấy con trâu đất này mà là đồ gian cái gì? Cụ ơi, cụ cứu con với. Để tôi hay là hết hồng nữa. Quân pháp bất dị thân, có tội là phải trị tội. Chờ đó, đi về. Đi về. Đi đi. Trời đất ơi, để lo cho cô Hàng quá. Không biết ba tên đó có làm khó cô Hàng không nữa.